Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay, lưỡi áp cao lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam với hoạt động của Phương Lạnh lúc 13 giờ trưa nay đi ngang qua miền Bắc. Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi cao lục địa đêm nay còn được tăng cường với hoạt động của Phương Lạnh phân tích trên, nên thời tiết các khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa. Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Các tỉnh miền Nam nằm ở phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa này, trên cao là rìa Tây lưỡi áp cao, cao nhiệt đới nên hầu hết đêm không mưa, ngày nắng. Như vậy trong khi các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh khiến thời tiết chuyển xấu, thì tại các khu vực phía nam từ Nam Trung Bộ trở vào Nam Bộ thời tiết lại khá đẹp và thuận lợi cho du lịch. Với tiết trời chỉ có mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa và nền nhiệt duy trì ở mức dễ chịu với nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt quá 29 độ. Thêm vào đó gió đông bắc cũng chỉ ở mức cấp 3, thì Bình Định là một địa điểm du lịch lý tưởng cho quý vị. Trong đó, phải kể đến bãi biển Gành Ráng Tiên Sa thuộc thành phố Quy Nhơn là một thắng cảnh nổi tiếng với vẻ đẹp kỳ, đạ, kỳ lạ của đá, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 2 km, Gành Ráng Tiên Sa là một quần thể sơn thạch trải dài sát biển. Nét đặc trưng tạo thành sức hấp dẫn ở đây chính là vẻ đẹp của đá. Đá trồng lên nhau, đuổi theo nhau, tạo thành hang, thành gành. Thành dạng với nhiều hình thù khác nhau, chạy sát chân sóng, từ đỉnh gành có thể phóng tầm mắt nhìn rộng bốn phía. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm vài sáng có sương mù khá dài đặc, trời rét, ngày có lúc hừng nắng ấm. Tại Điền Biên, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 cho đến 24 độ, độ ẩm khoảng 80%. Sapa, nhiệt độ chỉ từ 7 cho đến 14 độ, độ ẩm khoảng 60%. Còn tại Tam Đảo thì nhiệt độ phổ biến từ 14 cho đến 18 độ, độ ẩm khoảng 90%. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Đông Bắc Bộ thích trời trở rét và có mưa vài nơi, đêm về sáng có sương mù xuất hiện. Tại Hà Giang, nhiệt độ biến đổi trong khoảng 16 đến 24 độ, độ ẩm khoảng 70%. Hạ Long nhiệt độ thấp nhất ở mức 16 độ và nhiệt độ cao nhất là 21 độ, độ ẩm khoảng 90%. Tại Hải Phòng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 16 cho đến 21 độ, độ ẩm 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, nên nhiệt trong ngày cũng giảm dần, trời trời rét về đêm và sáng. Tại Trầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất ở mức 18 độ và cao nhất là 24 độ, độ ẩm khoảng 80%. Phong Nha Cải Bàng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 19 cho đến 25 độ, độ ẩm khoảng 80%. Còn tại Huế thì nhiệt độ thấp nhất ở mức 20 độ và cao nhất là 25 độ, độ ẩm 80%. Thời tiết khu vực Nam Trung Bộ ngày mai mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ. Riêng tại Bà Nà còn có sương mù, trời rét. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ thấp nhất ở mức 22 độ và cao nhất là 28 độ, độ ẩm khoảng 80%. Tại Hội An, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 22 cho đến 29 độ, độ ẩm là 75%. Bà Nà nhiệt độ chỉ từ 15 cho đến 22 độ và độ ẩm là 80%. Các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận có thời tiết khá ổn định, nhiệt độ giảm nhẹ và rất thuận lợi cho du lịch với tiết trời ngày nắng không mưa. Tại Nha Trang, nhiệt độ giao động từ 24 cho đến 32 độ, độ ẩm khoảng 70%. Mũi Né, nhiệt độ biến đổi trong khoảng 23 đến 31 độ, độ ẩm 70%. Còn tại Vũng Tàu, nhiệt độ là từ 25 cho đến 33 độ, độ ẩm 60%. Khu vực Tây Nguyên ngày mai trời hầu như không mưa và chuyển lạnh về đêm, ban ngày có nắng ấm. Pleiku nhiệt độ thấp nhất ở mức 18 độ và cao nhất là 31 độ, độ ẩm khoảng 50%. Buôn Ma Thuột nhiệt độ biến đổi từ 19 đến 30 độ, độ ẩm 50%. Còn tại Đà Lạt thì nhiệt độ dao động trong khoảng 13 đến 24 độ, độ ẩm 55%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa, thời tiết khá thuận lợi cho du lịch. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất ở mức 22 độ và cao nhất là 34 độ, độ ẩm khoảng 50%. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ phổ biến từ 24 cho đến 32 độ, độ ẩm là 50%. U Minh, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 33 độ, độ ẩm 55%. Vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và Côn Đảo sẽ có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, đêm tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Thời tiết không mấy thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang sẽ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3 cấp 4 thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi cũng như các hoạt động du lịch biển đảo. Nhiệt độ thấp nhất ở Côn Đảo là 26 độ và cao nhất là 30 độ, độ ẩm khoảng 70%. Còn tại Phú Quốc thì nhiệt độ biến đổi từ 25 cho đến 32 độ, độ ẩm khoảng 60%. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.